nhớ của ngày hội tuổi thơ chính là chương trình rất đặc biệt có chủ đề giai điệu tuổi thơ, giao lưu với nhạc sĩ Trương Quang Lục, diễn ra tại sân khấu chính nhà thiếu nhi trong đêm 1/6. Chương trình vừa diễn ra được 45 phút thì bị gián đoạn do trời mưa lớn. Dự định ngưng buổi giao lưu của ban tổ chức bất thành, bởi lẽ phụ huynh và các em thiếu nhi vẫn nán lại mong muốn tiếp tục được giao lưu chụp ảnh với nhạc sĩ Trương Quang Lục. Thế là khi mưa tan, trời sáng sau, sân khấu lại vang lên tiếng hát của các bạn nhỏ với những ca khúc của bác Trương Quang Lục. Cảm xúc con là hiện giờ đang rất là xúc động, và là con đang muốn chạy tới ôm bác và hôn bác, vì muốn cảm ơn bác vì những sáng tác rất tuyệt vời dành cho thiếu nhi. Thật ra thì con gặp bác rất nhiều lần tại những cuộc liên hoan Bút Sen Hồng. Con thấy bác rất là, tuy bác đã già rồi nhưng mà bác vẫn còn có những sáng tác rất là hay cho các thiếu nhi chúng con. Thì con cảm thấy rất là, bác thật là bác thật là tuyệt vời. Chương trình giao lưu với người nhạc sĩ yêu trẻ thơ đã giúp cho phụ huynh và các bạn nhỏ hiểu hơn về hoàn cảnh cũng như cảm xúc sáng tác các ca khúc nổi tiếng là Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, Búp Sen Hồng, Vàng Cỏ Đông, hay hai sáng tác nổi tiếng mà nhạc sĩ viết tặng riêng cho thiếu nhi Bình Thuận, Hội Làng Chăm Bên Tháp Cổ và Tuổi Thơ Bên Sông Cà Tì. Quý vị thân mến, và ở phần cuối của chương trình Chuyển Động Cuối Tuần ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thị xã La Di để cùng làm